Thân yêu của chị Nấm, ngày hôm nay á thì chị và bạn ớt sẽ tiếp tục làm một ngôi nhà nữa, đó là ngôi nhà sàn ha. À, các em có bao giờ đi tham quan ngôi nhà sàn chưa? Các em thấy ngôi nhà sàn bao giờ chưa? Các em còn nhớ ngôi nhà của Lọ Lem không? Ngôi nhà của Lọ Lem cũng có một phần sàn nhỏ, nhưng mà những cái phần sàn nhỏ này nó không có đáng kể, vì sàn nhỏ này cũng là nơi để Lọ Lem cất cỏ ở bên dưới cho gia súc. Còn ngôi nhà sàn của chúng ta ở đây á, là chủ yếu là nuôi cả gia súc ở bên dưới. Nhưng mà gia súc này á, nó không có được ở chung với người, vì chúng ta sẽ ngăn cách một tầng rất là cao với lại gia súc. Hay nói cách khác là tất cả mọi người sẽ cùng nhau sinh sống ở tầng phía trên, còn phía bên dưới, sát dưới mặt đất là những con vật mà chúng ta sẽ nuôi để lấy thịt, để buôn bán, để kinh doanh, sẽ nằm ở bên dưới đó em. Gà nè, bò nè, lợn nè, và những con vật khác nữa, nó đều nằm ở bên dưới hết á. Lần này bạn của chúng ta, người bạn yêu quý của chị Nấm, bạn ớt, sẽ tiến hành xây nhà sàn ha. Chị Nấm và bạn ớt có một lần đi xem nhà sàn của Việt Nam và thật sự cảm thấy rất là ngưỡng mộ với những ngôi nhà sàn của Việt Nam đó mấy em. Bởi vì sao mấy em biết không? Những ngôi nhà sàn này á, nó đang phản ánh lên được một cái thực trạng sinh sống của rất là nhiều người sống ở những vùng có thể là ẩm thấp nè, hoặc là có thể là những cái vùng mà có nhiều thú dữ, thú hoang, buộc lòng phải sống ở những ngôi nhà sàn cao như thế. Vì nếu như không có những ngôi nhà sàn này mà chúng ta xây nhà như thành phố thì chắc chắn sẽ không kiên cố được, và chắc chắn sẽ bị đe dọa bởi những con thú dữ đó nha. Rồi, bạn của chúng ta đã làm xong được một cái sàn rồi, bây giờ đến phần nhà. Bạn mình đang nghiên cứu xem coi chọn màu gì nè, chọn cửa sổ ra làm sao nè để làm ngôi nhà cái. Ngôi nhà cái mà chị đang nói chính là ngôi nhà dành cho bố mẹ. Bố mẹ của tất cả mọi người sẽ ở ngôi nhà cái này. Còn ngôi nhà khác, thật ra không phải là ngôi nhà khác, ý chị muốn nói là gian nhà khác, nó sẽ nối liền với ngôi nhà cái, gian nhà cái, và mọi người sẽ cùng nhau sinh sống. Nói sao ta, thí dụ như vậy đi ha. Ba mẹ của chúng ta có rất là nhiều người con, có 5 người con chẳng hạn, thì 5 người con này sẽ ở chung với cha mẹ, nhưng cha mẹ mới được ăn cơm sinh hoạt ngay ngôi nhà cái, ngay gian nhà cái. Còn những gian nhà còn lại, đó là chúng ta, anh em chúng ta, ví dụ mình có 5 người đi, thì các bạn và các anh chị em của mình sẽ mỗi người ở mỗi gian. Sau này cứ ai mà dựng vợ gả chồng thì người đó sẽ tiếp tục ở gian đó với lại gia đình của mình. Vậy thì mọi sinh hoạt nó đều rất là vui ha. Chẳng hạn như mỗi khi chúng ta có một cái dịp lễ nào đó, hoặc là chúng ta có một cái ngày Tết, hay là chỉ đơn giản là một ngày chủ nhật, mọi người quây quần bên nhau rất là vui mấy em, vì không có ai được ở nhà riêng hết á. Và chúng ta sẽ chịu ở nhà riêng khi nào được phép của cha mẹ mà thôi. Đó, bạn của chị Nấm đã gắn vào được một ngôi nhà với một gian, như vậy chứng tỏ là ngôi nhà cái này chỉ có một người con mà thôi ha. Vậy thì một người con thì ở chung cha mẹ luôn. Còn nếu như các bạn muốn nữa, thành hai người con, ba người con thì các bạn cứ kéo dài ra thôi, nó rất là dễ các bạn ha. Rồi, chị Nấm lại nói tiếp, kể tiếp cho các bạn nghe về nhà sàn của chúng ta nha. Nhà sàn của chúng ta ngang bên dưới, chúng ta nuôi được những các con vật, và chúng ta có thể xây thêm một số hàng rào, như là dùng lưới chẳng hạn, để chúng ta có thể rào lại những con vật này, tránh nó đi lạc, nó đi lung tung, hoặc là nó bị những con thú khác ăn thịt. Rồi bạn ớt ơi, bạn ớt đang làm gì đấy? Thì ra là bạn ớt đang làm một gian nhà nhỏ. Gian nhà này tách biệt riêng. Gian nhà này có thể là một nơi sinh hoạt khác của cả gia đình. Bạn cũng có thể chọn đây là một nơi để chúng ta xây nhà tắm cũng được. Hay là bạn sẽ chọn đây là một nơi để chúng ta tiếp khách cũng được. Đó là tùy các bạn thôi, tùy theo sự tưởng tượng của các bạn.
Hiện tại bạn ớt đang xây mấy cái chân, dựng mấy cái chân cho ngôi nhà sàn của chúng ta được vững hơn. Các em nên nhớ ha, chân nó cũng phải nhiều, chứ nếu như chân mà ít quá nó sẽ không đủ sức là gọi là sức chứa cả một ngôi nhà phía bên trên. Các em tưởng tượng đi, chị nắm từng thấy một gian nhà cái với 10 nhà nhỏ ở bên trên. Và nếu như chúng ta xây bằng chất liệu như là bê tông thì chắc chắn không chịu nổi đâu, đúng không em? Cho nên người ta thường xây nhà sàn bằng những chất liệu như là gỗ chẳng hạn. Nó vừa mát nè, mà nó cũng vừa nhẹ nhàng nữa ha. Như vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc là ngôi nhà sàn chúng ta về thời gian thì nó không được lâu dài bằng ngôi nhà phố của mình nè, hoặc là những ngôi nhà bê tông của mình ha. Nhưng mà nó lại rất thân thiện môi trường lắm em. Wow, bạn ấy đang gia cố phần bên dưới cho ngôi nhà chính, thì bạn ấy dùng hẳn một cái thanh cột lớn để gia cố cho ngôi nhà. Điều này cũng hợp lý thôi. Chúng ta sẽ từ thanh cột này nè, bạn ấy sẽ thêm gia cố thêm một cái thanh bê tông nữa, một thanh sắt nữa đi ha. Chúng ta tưởng tượng là một thanh sắt đi, nhà này không nên có bê tông. Bê tông thì nó sẽ mất đi ý nghĩa của ngôi nhà sàn rồi. Rồi, bạn ấy thay xây thêm một miếng nữa. Thì lúc bấy giờ các em thấy đó, việc ra vào của các con vật của chúng ta sẽ dễ dàng được kiểm soát hơn nếu như chúng ta có cái phần gia cố ở đây. Tuy nhiên tuyệt đối không nên kín ha bạn ha. Nếu như ở dưới đây mà kín luôn á thì nó không còn ý nghĩa của ngôi nhà sàn nữa. Do đó ở đây phải thường là thoáng để đảm bảo cho cái sự lưu thông về không khí trong ngôi nhà được dễ dàng hơn. Wow, hoàn thành rồi. Chúng ta thử xem là một lần nữa coi chúng ta còn thiếu gì nữa không ta. Còn thiếu cái phần mà chúng ta nói là bạn ớt á, bạn xây thêm một cái ngôi nhà chòi phía sau nữa. Ngôi nhà này á còn gắn cả một cái cầu thang nằm dính liền ha. Nói đến đây chị mới nhớ và kể cho các em nghe. Những ngôi nhà sàn này á, chúng ta khi ở chung với bố mẹ nên là phải đi cẩn thận vì tiếng ồn có thể xảy ra, và như vậy bố mẹ mình sẽ thức giấc. Vì vậy có lẽ bạn ớt của chúng ta muốn xây thêm một cái khu vực riêng để làm ở đây một cái cầu thang nè mấy em. Đó, bạn mình làm một cái cầu thang đi lên. Các em biết không, chị Nấm và bạn ớt khi đi lên cầu thang của ngôi nhà sàn rất là sợ, bởi vì nó rất là thẳng, nó chứ nếu bạn làm không có chân thì nó không ổn tí nào ha. Rồi, cầu thang cũng đã có rồi, phần phụ trợ của ngôi nhà cũng đã có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ lên đây một cái phần mái nữa là xong. Này, xong xuôi ha. Ai, bạn này thật là giỏi á, đi chơi có một lần thôi à mà biết cách về nhà làm luôn, hay quá. Hẹn lần sau bạn làm tiếp cho mình nữa nha, bạn đồng ý không? Ok, vậy thì mình sẽ so lại hình ha, y chang luôn. Rồi, lần sau nhớ làm tiếp cho chị Nấm nữa nha bạn ớt.